Tên là Hương nha anh em. Bữa trước con đực nha. Trước muỗi đang có nha, to nha, bộ luôn nha. Đây, phải muốn đây. Ôm cùng nha anh em. Anh kêu anh em. Đây, nó cũng bút mọi người. Bút bụi nha, đực thơm lắm nha. Đây, to nha. Còn tầm hai cái máy về tí. Thông lắm nha. Đó, bút nha. Hơn mày cứ nha, to nha anh em. Muốn xung quanh cả nghe không nha anh em, có nghe không? Lắp lép dấu nó luôn đầy luôn. Hồi bữa giờ là ngày đây ngày thứ này này vô hàng bút nha anh em. Bút này to chắc hàng bè bè cứ anh em. Rồi chào anh em. Hello anh em nha. Lên hàng anh em. Hôm nay lên hàng nha. Con Hương nha. Con Hương to nha, cỡ 2,4 kg. Lên hàng, lên hàng. Lên hàng nha. Lên chào anh em nha. Rồi chào anh em nha. Bữa nay là quýnh trúng ngày thứ thứ 8 anh em. Bữa mày cất trồng mày ở đây. Hôm nay dính con trồng mướp anh em. Cỡ 3 ký hơn 3 ký nha. 3 ký mấy cho anh em. Hùng lắm anh em. 3 ký mấy á. Đực thơm ác luôn, dễ sợ không? To gớm luôn anh em. Đây, anh chào anh em nha. Hello anh em nha. Ngày hôm nay là mình quýnh là chỗ này ngày thứ 3 rồi. Này thăm chụp được anh em. Mức được luôn, rất đẹp luôn nè. Chụp luôn nha anh em. Đẹp luôn được nè. Ha, hàng giá nè. Đó. Bút cái gì luôn. Hello, xin chào nha, xin chào anh em các bạn nha. Bữa nay là mình quýnh ngày thứ 3 anh em. Mình mê cất này quá trời luôn. Đó, bữa nay hút trời, trên 2 ký anh em. Có 2 cái bè anh em. Cũng có nha anh em. Ngon lành nha anh em ơi. Đây, 7 đặt đây. Tam 3 lần. Thôi, xin chào anh em nha.